Xin mến chào quý vị các bác đã quay trở lại kênh của Viết Phú trong video mới ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 1 tháng 5 2020. Thì hôm qua thì em có làm một video đi mua cái dây AV, cái này của Elecom cho anh Phạm Linh ở bên Hà Nội, Ba Đình Hà Nội. Thì em mua hai dây và một anh ở trong miền Nam, 3 dây là 5, tất cả 5. Nhưng mà nó không đủ với lại hai đầu là phải lấy thợ loại 3 đầu cho các anh ấy. Thì cũng sao, cũng là dây Elecom. Mấy loại này thì nó cũng những cái đồ 3 dây này nó hơi nặng hơn chút. Về Việt Nam nó tầm hơn 100.000 cái. Còn cái con 2 dây này thì khoảng tầm 100.000 cái thôi. Dây rất là ok, dây to, dây Elecom, dây cái đầu cũng rất là còn rất là đẹp, nó không có xước sát, cũng không có lỗi lầm gì đâu. Elecom chính hãng đấy. Thì anh Linh ở Ba Đình Hà Nội anh có đặt mua em một con Lacman DA200, DAC USB này, con Vector đầu dạng mã. Thì em cũng mới tháo ra thôi, mới dở cái bánh dính ra thôi, chưa hề tháo trong ra luôn đấy. Thì em hơi bận một chút cái hàng mấy hôm nay, cũng em vừa gửi một lô hàng về tầm hơn một tạ cho các anh ở Bắc Ninh, Bình Dương các thứ, toàn đưa những đôi loa vài chục cân, cả mấy cái máy tính. Thì cũng gọn cái lô ấy rồi thì mới có thời gian để mà mở cái hộp con Lacman DA200 này ra để xem trong như thế nào. Thì dây của nó thì là cũng tất nhiên là made in Japan rồi, nhưng mà không thấy Daito GCT Daito 15A và 125V. Con này là của Lux Corporation luôn nhá, Japan, Lux Corporation Japan. Đấy, dây con này có giấy hướng dẫn sử dụng các thứ đi kèm ở trong bao bóng, còn nguyên hộp nhá. Rồi, con này khá đẹp, con này em mua với giá là ở bên này là 11 triệu mấy bên này. Rồi, 1 triệu mấy ở bên này chưa kể ship ở đâu, phải không nhỉ? Em không nhớ giá lắm, không biết là có phải là 11 triệu mấy là con trước em mua cho con anh ở trong Bình Dương à? Hay là Thành phố Hồ Chí Minh gì đó, em không nhớ lắm. Nhưng mà con đây là con Sony Harp S1, đây là 11 triệu mấy. Con này nó rơi vào tầm 14 triệu mấy. Con Lacman này em sẽ dở nó ra xem nào. Cả nói chung cả công và cái vận ship vận chuyển về đây cho em, cộng với tiền em gửi đi xuống kia công ty vận chuyển ấy, thì nó rơi vào tầm 16 triệu rưỡi. Đấy, thì anh Linh đã gửi cho em từ trước, anh đã gửi cho em 4 triệu từ rất lâu để đặt cọc đấy, là để có trách nhiệm tìm hàng. Và anh ấy cũng lên mạng anh chăn, anh thấy con nào ok cần mua thì anh gửi lên cho em sẽ mua. Đấy, thì nội dung nó như thế. Thì mãi mới được con này, anh ấy vừa ưng vừa còn nguyên hộp các thứ. Thì anh ấy bảo em múc con này, thì em múc ok hết thì anh ấy gửi nốt cho em 12 triệu 5 nữa, là 16 triệu 5. Đây, con này nặng 5 cân mốt thì phải. Hộp vẫn còn nguyên xốp mới tinh tình, và cái tóc tai lông mày của tay nào đóng hàng ốp xử. Thì em phải dán nó đi, lôi nó ra đi, tóc tai lông lá rồi mở hai đầu đó. Có cái túi bọc nó rất là đây, nó bọc theo kiểu ta mấy cái chùm đầu ở nhà. Đấy, rồi mở trong ra xem thế nào. Đây là cái sản phẩm của em đã mua cho anh Linh ở Ba Đình, Hà Nội. Lacman D200 Converter. Đấy, rất là đẹp, óng lánh. Bề ngoài đánh giá rơi vào tầm 95% là về cái độ mới. Các con ốc nhái gì thì vẫn còn đẹp. Và mấy con này thì là chưa được tháo ra nhé.
chưa tháo lần nào đâu. Hàng cam kết bán ở trên web của người ta là cho em tắt cái quảng cáo nhạc này. Đấy, hàng người ta niêm yết ở trên đấy thì là hàng nguyên bản đấy. Các cái đường em quay sau cho bác xem. Con này thì sản xuất ở năm 2012, đời 2012 nha bác. Đây, quay gần cho bác coi. Con này là 11W điện 100V made in Japan. Đây. 50 Hz hay 60 Hz. Đây. Bác nhìn thấy không nhỉ? Rồi ok. Thì rất là đẹp, quay ngoại hình một vòng nữa cho bác xem. Đây. Rất là đẹp. Vì em không đủ đồ để em test cái con này nên là em chỉ quay giới thiệu một chút cho bác xem vậy thôi. Đấy, thì bác nào có cần mua những hàng như đấu giá hoặc là hàng trên website của người Nhật thì các bác cứ bảo em sẽ mua được. Dạo này thì em cũng các bác gửi tiền Việt thì em cũng tích đổi được một ít tiền mặt nên em cũng có thể mua được hàng cho tất cả các bác. Thì em xin cảm ơn anh Linh đã rất là tin tưởng, đã chuyển tiền trước cho em từ rất là lâu, 4 triệu từ rất là lâu. Và sau đấy thì mua hàng xong ok phát gửi báo anh đấy là mua hàng được một phát thì anh ấy chuyển luôn cho em 12 triệu năm. Rất là tin tưởng, rất là tuyệt vời. Thì em xin chân thành cảm ơn anh cũng như là cảm ơn anh Vinh, Phạm Vinh ở trong miền Nam đã chuyển một phát cho em mười mấy triệu, em mua luôn một con Sony HF1 HAPF1. Còn đấy thì đã về Việt Nam trước rồi vì lúc cái hàng nó về đúng vào cái ngày em gửi đồ về Việt Nam luôn, em gói luôn em gửi đi luôn cùng với cái lô đấy. Còn cái này thì nó mới về nên em chưa gửi được, thì em gom mấy ngày mấy cái cùng với mấy cái máy tính này, mấy cái máy tính này sẽ để gửi về luôn. Con này là một con Dell Coin 5 thế hệ thứ tư. Hàng này là một còn live new nha bác, em vừa đăng phát thì có một anh ở trong Long An đó đã mua luôn. Long An hay là ở đâu rồi Cần Thơ ý ấy. Nói chung là trong miền Tây ấy, mua luôn con này live new nha bác, pin 5 đến 6 tiếng, tất cả các nút phím bên ngoài đều rất là đẹp. Đây em cầm cái vân tay thì em lau đi ở đâu vào đấy này, mới tinh tinh. Còn một con Toshiba này nữa thì cũng có i7 nữa. Thì về Việt Nam với giá 5 triệu 7 thì em cũng đã có người lấy. Em sẽ gửi hai con này về trong đợt tiếp theo cùng với con của anh Linh ở đây. Thì hiện tại thì máy tính em cũng đang tìm thêm một số con để cho một số bác có đặt, và em sẽ giao bán một số con nữa. Thì máy tính thì em biết làm một chút nên em mới mua hàng về để bán. Như còn loa thì và mấy đồ này thì em cũng không phải là dân sành nên em cũng thường là mua hàng theo đơn đặt hàng là chính. Sau đấy mình mới kiểm tra được thôi, chứ còn ví dụ nó có lỗi lầm gì mua về sửa chữa thì em không làm được mấy đồ này, nên em chỉ làm được mấy cái nhỏ nhỏ, mấy cái cơ bản thôi. Những cái về mạch nước thì em không chuyên về điện tử nên em không làm được, em không em không ôm hàng để về, về bán, thì chỉ làm máy tính và mấy cái loa nhỏ thôi. Đấy thì về giá trị nó thấp, lỡ rủi ro thì mình cũng có thể là bỏ đi được. Bác nào lại gọi, bác này cũng gọi mua hàng mấy hôm nay chưa nghe, tí nữa em sẽ nghe sau. Rồi, ok thì em xin chấm dứt video tại đây để nghe điện thoại của một số bác gọi điện là đặt hàng. Xin ơn các bác và xin cảm ơn anh Linh, anh Phạm Vinh trong Hồ Chí Minh cũng như là ở trong miền Nam, cũng như các anh đã có đơn đặt hàng loa đài máy tính của em. Xin chân thành cảm ơn, chúc sức khỏe tất cả các bác, các gia đình tất cả các bác, và hy vọng là sẽ luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ tất cả quý anh chị cô chú và tất cả các bác. Em xin chấm dứt video ở đây, xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại.